Tốt đẹp. Chú xin mời hai con Gia Bảo cũng như Như Xuân đang trước bàn thờ Thiên Chúa để chúng ta hàng giờ tôn vinh nhân gia đình mới trên đất mẹ để xuân sáng. Ta được mời các cụ đứng ngồi lên trên đi, không gian của chúng ta rất rộng, và xin mời tất cả cha bác chúng ta bước vào trong gia phòng của chúng ta. Xin mời anh Đô đứng cho bố ba kính đi, ba kính luôn. Anh ơi, anh xuống để cháu đi. Ba cây đốt bàn thờ trước, thiên chúa trước. Và anh Đô chuẩn bị sau giờ tôn vinh Đức Mẹ sẽ đốt cho chú ba cây để kính nước đầu tiên. Chúng ta làm từng giai đoạn. Mời tất cả các con vào trong nhà. Không gian của chúng ta rất rộng đã. Hôm nay mình mời vào trong nhà để làm giờ tôn vinh Đức Mẹ cho suốt sáng. Vâng, và giờ này con cũng xin được kính mời quý thánh tổng của hai dòng họ cũng hướng về bàn thờ Thiên Chúa để chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho đôi bạn trẻ và ban cho hai con hai cháu của mình được chăm lo hạnh phúc. Xin mời chúng ta cùng hợp ý. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Oh, see.